Nhiều bạn cứ hỏi tôi là cái nhịp tăng vừa qua tăng nhiều như vậy thì anh có tiếc không? Trả lời anh chị và các bạn là chả có gì tiếc cả. Còn tiền là còn cơ hội mà. Ông thầy, nhiều ông thầy dạy đầu tư người ta nói thế rồi còn gì nữa. Hết tiền thì làm quái gì có cơ hội. Nhớ năm xưa lúc mà tôi mất hết tiền á, đi làm lại để kiếm tiền nó khó vô cùng luôn anh chị và các bạn. Khi chúng ta cầm trong tay vài trăm triệu hoặc là vài tỷ đồng á, giao dịch mua bán chúng ta cảm thấy sướng tay lắm, đã lắm, có tiền mà. Có tiền thì cái lượng tiền hàng ngày chúng ta tiêu pha thì nó chả xi nhê gì so với những cái lượng tiền mà khi chúng ta làm ăn tốt, kinh doanh tốt, kiếm được tiền. Nhưng mà lúc tốt thì cũng phải có lúc xấu mà. Khi mà nó tăng thì nó cũng có phải có lúc giảm. Và thị trường tăng mãi thì rồi cũng sẽ có khi giảm. Và đặc biệt là trong cái đoạn vừa qua thì nhìn thì có vẻ dễ ăn nhưng không hề dễ một chút nào. Lý do là bởi vì nó hồi phục theo hình chữ V ấy, anh chị và các bạn. Chữ V đó, thực ra nó không phải là tạo đáy chữ V đâu, mà bản thân chữ V theo cái nguyên lý của những người đầu tư tài chính lâu năm á, thì bản chất nó chỉ là một cái đợt hồi phục thôi. Cái đợt giống kiểu là trả lại tên cho em, hay là dùng một từ nó có vẻ căng thẳng hơn á, nó gọi là chữ V, nó gọi là tai nạn á. Bởi vì khi nó giảm rất là nhanh theo hình chữ V á, thì có khá nhiều các tổ chức cũng như là những cái thành phần liên quan đang đầu tư trên thị trường tài chính thì không kịp thoát ra ngoài, và chắc chắn rằng là họ vẫn còn nắm giữ rất nhiều tài sản, kể cả cổ phiếu, bất động sản, rồi các tài sản đầu tư. Do đó thì nếu mà một nền kinh tế nói chung và thị trường tài chính nói riêng mà tụt giảm theo hình chữ V á, thì thực tế nó không phải là cái xu hướng suy giảm mà nó là tai nạn thì đúng hơn. Mà đã là tai nạn thì chúng ta rất khó để có thể biết chính xác khi nào có tai nạn đến và khi nào thì kết thúc tai nạn. Tức là cái việc mà hồi phục của thị trường theo cái hình chữ V ấy, chủ yếu là cái lực đến từ cái việc đó chính là trả lại cái điểm cân bằng của thị trường, và cũng là cái cơ hội để cho những người nắm giữ tài sản trước đó chưa kịp hành xử với thị trường thì có thể hành xử theo hướng hoặc là tiếp tục đầu tư hoặc là có thể cân nhắc rời bỏ thị trường. Rồi, như vậy thì cái câu chuyện đó thì có gì đâu mà tiếc. Bao nhiêu năm về trước đã có một lần như vậy rồi. 2009 giai đoạn sụt giảm sâu cũng có một cái đợt hồi phục, thậm chí giai đoạn đó hồi phục còn rất là mạnh. Thắng thì giai đoạn đó kiếm ăn được rất là nhiều nhưng mà cuối cùng thì cũng nôn ra hết. Bây giờ thì lớn tuổi hơn, nhiều trải nghiệm hơn, kinh nghiệm và khách hàng cũng như là cái độ lớn của dòng tiền nó nhiều hơn. Do đó thì không còn quá mặn mà với cái câu chuyện với những cái đợt tăng giảm giống như kiểu là đồ ăn nhanh như vậy nữa. Nó tăng giảm không có căn cứ và thực ra nó diễn ra quá nhanh, gấp gáp thì chúng ta có muốn xuống tiền cũng không kịp và cũng khó có thể xuống tiền được ngay. Với dòng tiền lớn thì lại càng không, và có thể là chúng ta dám xuống tiền chủ yếu là do liều liều lĩnh hoặc là do may mắn thôi. Bởi vì nó chả có căn cứ gì để chúng ta có thể xuống tiền trong cái đoạn hồi phục vừa qua. Nghe thì nhìn thì có vẻ rất dễ. Nhìn thấy đáy rồi sau đó nhìn thấy đỉnh. Mùng 1 tháng 4 là ngày quốc tế nói dối, tới mùng 1 tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi. 2 tháng trời nó tăng, nhìn thấy cái đáy, nhìn thấy cái đỉnh, trừ đi thì thấy nó gần 250 điểm. Tuy vậy thì không phải ai cũng có thể làm được cái câu chuyện đó đâu, chứ có khi nhìn thấy rồi thì mới có thể thấy được nó rõ nét như vậy. Vậy thì cái vấn đề của chúng ta là vấn đề lựa chọn. Chúng ta chọn cơ hội hay là chúng ta chọn bảo toàn cái đồng tiền của mình. Chúng ta còn, tức là còn tiền, còn rất nhiều tiền thì cơ hội chúng ta sẽ được lặp đi lặp lại nhiều lần trong thị trường tài chính nói riêng và trong các kênh đầu tư khác. Tôi vẫn hay nói với khách hàng và gọi điện cho Thắng rằng là cùng lắm nữa là không có cơ hội đầu tư chứng khoán thì chúng ta thiếu mẹ gì, thiếu gì các cơ hội. Sorry nói bậy. Rất nhiều các cơ hội ngoài kia anh chị và các bạn có thể tận dụng, có thể là đầu tư vàng miếng, có thể anh chị và các bạn có thể tận dụng cơ hội thị trường bất động sản có thể giảm điểm để đầu tư trong những thời gian sắp tới, hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái dòng tiền ngắn hạn đó của mình để chờ đợi một vài cái cơ hội khác liên quan đến các cái hoạt động kinh doanh, hoặc là mua bán được một số các cái tài sản mà giảm giá trong cái điều kiện nền kinh tế hiện nay đang gặp khó khăn. Hơn hết thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn những cái nơi mà chúng ta có thể gửi tiền hoặc cho vay với cái mức lãi suất cao để có thể hưởng lợi ích. Đấy, cơ hội thì khá nhiều, tại sao chúng ta nhất nhất là phải là một cơ hội. Và nếu nhìn dài hơn một chút, vài ba tháng, vài ba quý thì chúng ta sẽ thấy là cơ hội thường xuyên đến, nó lặp đi lặp lại thường xuyên, còn tiền thì còn thôi.
khi mất hết tiền đi rồi, nếu có cái câu chuyện mà tìm kiếm mà có cơ hội đến thì cũng đâu có làm gì được đâu ạ. Đúng không ạ?